Thưa quý vị, Vivo cũng đã vừa cho ra mắt bộ đôi V29 và V29e tại Việt Nam với hệ thống camera được cải tiến, cho phép tùy chỉnh ánh sáng nóng lạnh theo nhiệt độ màu. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ tiếp tục hành trình tỏa sáng chân dung trong một thiết kế vừa tinh tế và thời trang. Dòng máy V29e 5G được Vivo ra mắt với hai phiên bản màu sắc gồm xanh sao băng và đen đại ngàn. Cả hai phiên bản này đều có thiết kế mặt lưng kính với trọng lượng 190g và độ mỏng 7,69mm. Với phiên bản V29 5G, hãng mang đến cho người dùng hai lựa chọn màu sắc là mưa sao băng và lụa satin đen. Thiết bị sở hữu trọng lượng 186g cùng thân máy 7,46mm, kết hợp độ cong vàng 55 độ, mang lại cảm giác dễ dàng cầm nắm cho người sử dụng. Trong lần ra mắt này, V29 Series 5G đề cao tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày với hệ thống camera vòng sáng Aura 2.0 được nâng cấp. So với phiên bản tiền nhiệm, vòng sáng được thiết kế với diện tích phát sáng lớn hơn, có khả năng chiếu sáng đồng đều ở mọi góc độ, tạo hiệu ứng ánh sáng bao phủ 360 độ. Nhờ khả năng phán đoán nhiệt độ màu thông minh, sản phẩm giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh ánh sáng ấm hoặc trung tính tương thích, từ đó làm nổi bật chủ thể khi chụp. Không chỉ tập trung vào thiết kế và camera, V29 Series 5G còn được trang bị hiệu năng mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Với hai phiên bản 8+256GB và 12+256GB, V29e 5G sở hữu RAM 8GB, pin lớn 4800mAh, sạc siêu tốc 44W cùng chip Qualcomm Snapdragon 695. Trong khi đó, dòng máy V29 5G mang đến dung lượng lưu trữ lớn 12+256GB cùng hệ thống tản nhiệt sinh học VC cho phép giải phóng hiệu suất tối ưu trong quá trình sử dụng. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản V29e 5G 8+256GB sẽ được mở bán toàn quốc trên các nền tảng điện tử và cửa hàng bán lẻ, với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nay đến ngày 12 tháng 11 dành cho khách hàng